như bà thấy đó, tôi đang có thai với anh Nhân. Bữa nay cô mời tôi ra đây để cố tình cho tôi biết là cô có thai đúng không? Bây giờ tôi biết rồi, tôi không quan tâm. Bà ly dị với anh Nhân đi, giải thoát cho ảnh. Bà cũng thừa biết là anh Nhân đâu có ưa bà. Rồi bà níu giữ để làm cái gì? Nếu như cô biết được rằng sau khi ly hôn với tôi, anh Nhân sẽ tay trắng, không phải là chủ của khách sạn nữa, không còn nhà lầu, không còn xe hơi, không còn bất cứ một cái gì nữa hết, thì cô có còn đam mê anh ấy như bây giờ nữa hay không? Tôi thấy cả hai chúng ta đều quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giải thoát cho nhau đi. Lý ra bà phải làm cái điều này sớm không? Ông có bao giờ nghĩ đến con không hả? Ông có bao giờ nghĩ đến cái lời hứa đã hứa với con trai mình không? Ôi trời, mấy cái chuyện cũ rích cũ xưa đó mà bà nhắc làm gì không biết nữa. Phải rồi, cũ lắm, xưa lắm. Ông có biết là tôi đã cố níu kéo cuộc hôn nhân này là vì con hay không hả? Nó không có cần cái điều đó. Thôi được rồi, nếu vậy thì ông đọc đơn ly hôn đi, và tất cả những gì thỏa thuận ở trong đó, sau khi ly hôn tài sản sẽ chia 4-6, ông 4, tôi 6. Tôi giữ phần nhiều hơn bởi vì tôi phải trả món nợ 3 tỷ và tất cả những món nợ còn lại của ông nữa.